Yo, xin chào các bạn. Nhanh quá, vừa đầu tuần nhắm cái lại thứ 6 rồi. Ngày mai được nghỉ rồi, o dè. Ai à, mẹ, ngồi tí lại thấy nóng các bạn ạ. Quên. Nãy giờ hôm nay tự nhiên mọc quả mụn ở ngực nữa chứ. Vãi cả đái thật. Mẹ, trước ăn miếng mít của vợ tai hại, đéo chịu được. Đâu, nhà tôi đầu tư được quả quạt sưởi xịn và đái luôn các ông ạ. Mẹ, cứ quạt phù vào người ấy, nóng vãi đái ra. Nên mua. Nhỏ nhỏ bé bé thôi nhưng mà ấm cả phòng luôn các bạn ạ. Xịn và đái. Ngày xưa ấy, khi anh em mình mà dùng đèn sưởi, các bạn có nhớ là nó có một cái đèn to và đái, xong rồi nó bị chói mắt và đái không, xong rồi nó sẽ có một cái lồng parabol, xong rồi nó chiếu vào đấy, kiểu đấy. Nhưng mà kiểu đấy là nó hơi bị xưa rồi. Bây giờ người ta có một cái quạt nhiệt đấy, quạt như bình thường thôi, thổi vào ấm và đái luôn mà nó gọn nhẹ, hợp lý thực sự. Chú ơi, con học đại học kinh tế mà không thấy tương lai vì muốn nghỉ để làm YouTube về đen hay về thứ gì nghệ thuật thì sao? Học xong đã, xong rồi làm gì thì làm. Trời ơi, bố mẹ cho tiền đi học, học được 1-2 năm rồi các ông bỏ ngang làm cái đéo gì. Các ông cứ học xong đã, sau khi ra trường rồi các ông thích đam mê cái đéo gì thì các ông làm, lúc đấy các ông thử nghiệm thoải mái nhá. Chứ bây giờ các ông đéo bỏ tiền ra để các ông cho con đi học thôi, nên là các ông đéo nghĩ đến cái vấn đề là số tiền chi ra một năm bao nhiêu đấy. Bây giờ các ông ngồi tính đi. Tiền thuê trọ, tiền ăn uống, tiền điện nước, tiền sinh hoạt, tiền đóng học phí của các ông một năm bao nhiêu tiền. Các ông có bao giờ các ông nghĩ đến vấn đề đấy không? Không, đúng không? Tuổi các ông chỉ có cắm mặt vào học, xong rồi là đến giờ bố mẹ gửi, đến ngày bố mẹ gửi tiền đó, tôi không nói tất cả nhá. Ừ thì có nhiều bạn vẫn còn đi làm thêm, nhiều bạn có ý thức hơn, nhiều bạn có tính tự lập hơn thì đéo nói làm gì. Nhưng mà có nhiều ông bây giờ bố mẹ đang nuôi là bắt đầu lên trên mạng xem mấy cái ông ngồi livestream sàm lìn sàng liếc, xong rồi là bây giờ ngồi xem mấy kênh YouTube, xong rồi đọc mấy cái tờ báo lá cải là một tháng mẹ mấy bên YouTuber người ta làm được bao nhiêu tiền, toàn tiền tỷ. Thế là nghĩ là bảo mẹ bây giờ mình đi học làm cái đéo rồi mình đi làm YouTuber cho nó nhanh. Không, suy nghĩ như thế là sai rồi các ông ạ. Cứ học xong đã. Học kiến thức ở trên trường ấy, kiến thức nó là một, chứ thứ hai mình còn học cách làm người, mình học cách va chạm, mình học kinh nghiệm cuộc sống nữa cơ mà. Có phải là mỗi vấn đề học đại học là công loanh quanh học đại học không đâu. Suy nghĩ kiểu chán vậy đấy. Anh đang nói kênh anh ạ, tôi nói làm đéo gì, tôi về học xong rồi, tôi ra trường rồi, tôi đi làm bao nhiêu nơi, bao nhiêu công ty rồi, xong rồi bây giờ tôi mới quay về tôi ngồi đây. Thì tôi mới có thể xàm lìn bốc phét được cả các bạn chứ, đúng không? Chứ còn tôi mà ngày xưa tôi bỏ học đại học giữa chừng, xong rồi tôi ra làm nghề này, tôi chưa chắc với cả các bạn luôn là tôi ngồi nói chuyện các bạn đã nghe. Chả ai muốn nghe một cái thằng kiểu trình độ văn hóa, trình độ đại học nó thấp hơn mình cả, đúng không? Nó lại thành xàm lìn. Bây giờ, tôi nói thật với các bạn là tôi cũng có bằng đại học đi. Tôi cũng có thể nói chuyện được, tôi có thể chém gió với các bạn về cái thời sinh viên của tôi đi. Tôi có thể chém gió với các bạn về cái bằng đại học của tôi, quá trình tôi lấy nó như thế nào đi. Và cái bằng đại học ấy sau khi ra trường tôi áp dụng vào cuộc sống như nào, tôi nói được với các bạn hết. Tại vì tôi học qua rồi. Thôi, chịu học đi các bạn ạ. Thêm nữa là bây giờ nếu như mà các bạn tính đi, như Việt Nam mình có bao nhiêu triệu dân nhỉ? Đâu đấy khoảng gần 100 triệu dân đi. Ừ, 80 mấy hay 90 triệu, ở loanh quanh chắc là khoảng 90 triệu dân đi. 90 triệu dân, các ông đếm ở trên đầu ngón tay xem được bao nhiêu thằng YouTuber thành công, bao nhiêu thằng streamer nó thành công mà các ông mẹ nghĩ nghề nó dễ đấy. Và phải biết một điều đấy là khi mà các ông nghĩ là các ông bỏ hết tất cả mọi thứ ra để làm YouTuber, làm streamer ấy, thì có bao nhiêu thằng đi trước các ông rồi, bao nhiêu thằng đang chuẩn bị như các ông rồi, và bao nhiêu thằng đang ấp ủ cái ý định đi ra ngoài đời để làm YouTuber, làm streamer như các ông rồi. Và nó rụng hết các ông ạ. Đéo phải thằng nào nó nổi lên được đâu. Con mèo đại ca nhá. Mà nổi lên ấy nó lại còn có nhiều cám dỗ, nhiều vấn đề lắm. Mà người ta bảo càng nổi càng dễ vớt mà các bạn. Mà nhiều thằng nổi lên được một tí rụng như sung. Có tí tiền cái, có tí fame một cái là bắt đầu cơ bạc, rượu chè, trai gái, lười làm, ăn chơi nhảy múa chắc táng, thế là rụng hết thời. Thế thôi, đơn giản vậy đấy. Đừng các bạn ạ, đừng để mấy cái thứ linh tinh ở bên ngoài cuộc sống nó làm nó đánh lừa mình đấy các bạn. Học đi, học xong lại rồi tính nhá, làm đéo gì là. Dấu hiệu của hết thời là hay off stream cũng không hẳn các bạn. So với cả tất cả những bạn bè hay là đồng nghiệp cùng trang lứa ấy, thì bạn đang nói tôi đúng không? Bạn nói thẳng tôi là mẹ mình dấu hiệu của hết thời là tôi hay off stream đúng không? Đầu tiên là tôi cho bạn một cái số liệu đấy là từ cuối tháng 12 cho đến ngày mùng 8 tháng 1 tính là lúc tôi đang ngồi đây này, tính đến thời điểm bây giờ này là tôi làm thông con mẹ khoảng hơn 10 ngày rồi. Thế nên là hôm qua tôi bảo với các bạn là thôi thì dạo này tôi làm nhiều quá nên là tôi xin phép các bạn là ngày mai cho tôi off một hôm. Để tôi ngồi với cả mấy anh em làm chén chú chén anh, làm mấy chén rượu để vực dậy cuộc sống một cái. Chứ dạo này loanh quanh ở nhà thấy cuộc sống nó nhạt nhẽo quá. Thứ hai nữa là bây giờ thì so với cả bạn bè đồng nghiệp với cả là những người mà làm streamer thì tôi là một trong những người mà kiểu hai con nó bị nheo nhóc vãi đái rồi. Các ông thử đếm là cho tôi xem có thằng streamer nào hai con vẫn còn ngồi xàm lìn với các ông hàng tối không. Đếm hộ tôi cả streamer mà cũng kiểu cũng nhiều người xem tí ở đấy, cũng nhiều người để ý một tí. Mỗi tôi, còn thằng đéo là đâu. Mà cái việc mà có một con với cả hai con là cuộc sống nó đã khác nhau vãi cả lìn rồi các ông ạ. Mẹ đây,
Lúc đấy vợ tôi đi tắm, giao cho tôi nhiệm vụ đấy là trông hai thằng con để vợ tôi đi tắm thôi. Thằng Tùng thì vừa ỉa đùn xong, ừ đéo hiểu kiểu gì ạ, mẹ mày lớn 5 tuổi rồi ỉa đùn, bực hết cả người. Thằng Cáo thì lúc đấy tôi trông nó, tôi mải xem điện thoại có thế nó lộn mẹ xuống giường, nó đâm mẹ đầu xuống đất. Mẹ ngồi khóc eo eo, mẹ sợ ngay đây rồi. Ngồi dỗ nó, mẹ sợ vợ ra đánh cả con cả bố. May đéo sao, đấy, mẹ trông con nó khổ đấy không ạ. Mà công trông con ấy công tưởng vui như xì chết vậy đấy. Hớ ra một cái nó bị làm sao đấy, mẹ nó xước xác chân tay cái thôi là ra, mẹ mà vợ táng cho không trượt phát nào. Đấy, tôi không đéo là thế, mắt anh thâm thế đấy, lại chả thâm. Ngồi trông mấy đứa con thôi, thâm mẹ hết mắt rồi. Ngủ được đéo đâu. Hôm trước tôi vừa tâm sự với ông xong, 6 giờ tôi mò lên ngủ, mẹ ngủ thế nào, đúng hôm thằng Cáo nó nhiễu nó dậy, mẹ nó cũng ngồi khóc tu 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 khoảng 2 tiếng. Ngủ đéo ngủ được, bực thì bực, mẹ đéo dám nói. Cay vậy đấy, hôm sau người cái ể oải mệt mỏi đấy, con nhỏ đấy các bạn. Rồi sau này thằng Cáo tôi lớn lớn một tí nữa tôi sẽ có vlog tổng hợp cho các bạn xem về mẹ nuôi hai đứa con nó khổ như thế nào. Em tính mua mấy mô hình súng để treo trang trí như anh tư vấn dùng em mượn. Ui rồi em ơi, em lên mẹ Shopee, Lazada với cả Tiki không. Này, mua súng như tôi này. Rẻ vãi cả đái ra. Khẩu nào mà rẻ thì rơi vào khoảng 30 đến 40 nghìn. Nếu như các ông chơi kiểu đắt đắt một tí thì nó rơi vào khoảng 1 đến 200 nghìn. Ông chơi kiểu xịn xịn sò một tí, có pin, có cả động cơ, có cả motor các kiểu thì nó rơi vào 700 đến 800 nghìn, nó tùy khẩu. Nhưng mà đơn giản nhất đấy, các ông lên group, các ông soi vào mấy cái hội nhóm mà chơi súng đạn thạch ấy. Có mấy ông thanh lý lại ấy, rẻ lắm. Các ông mua lại hoặc là có những cái khẩu mà người ta bị chết cái motor ở bên trong nó đéo bắn được nữa ấy. Các ông mua lại mấy khẩu đấy tại vì cái mục đích của mình chỉ là treo tường thôi mà đúng không? Ngày xưa tôi nghĩ khi mà tôi mua mấy cái khẩu súng hay là mấy cái mô hình để tôi treo lên để thỉnh thoảng tôi sẽ mang xuống để tôi bắn nhau với thằng Tùng. Từ ngày xưa tôi nghĩ thế. Nhưng mà sau tôi nhận ra là gỡ đi gỡ lại ấy, nhiều lúc mẹ mấy cái ốc treo nó bị lung lay nó rụng con mẹ nó hết. Thứ hai nữa là thực ra là mình đéo có thời gian chơi đâu. Mua dần chỉ để treo như này và đéo giờ động vào cả các bạn ạ. Nên là thôi, mình cứ mua mấy khẩu súng rẻ rẻ đéo bắn được cũng được. Cầm nó đẹp thôi mà, để treo cho đẹp thôi mà, quan trọng đéo gì. Trông thế thôi nhưng mà đéo phải là treo súng này, một là cho đẹp đúng rồi, hai là nó để nó tiêu âm các bạn ạ. Khi mà các bạn để một cái tường phẳng như này nhá thì âm thanh nó sẽ bị vang. Nhưng mà khi mà các bạn để những cái gì nó lộm chỗm, nó mất mô ấy, các bạn biết cái phòng hát ngày xưa không? Nó tiêu âm đéo phải bằng da với cả là bằng cái mút tiêu âm như bây giờ đâu. Ngày xưa mấy phòng karaoke ấy là người ta sẽ chát vữa vào, xong rồi người ta sẽ có một cái gì ấy, người ta cứ đâm đâm vào để cho nó sùi sùi nó thành lỗ ở trong tường ấy, nó sẽ tiêu âm đi, nó sẽ không bị vang nữa. Đấy, kiểu kiểu ấy. Nên các bạn treo nhiều đồ vào cái là một là nó vừa có tính thẩm mỹ, hai là nó vừa đỡ bị ồn, nó tiêu được âm thanh đi các bạn ạ. Anh nghĩ sao về việc một số ca sĩ nổi tiếng như Jack khi ra bài mới thường bị soi mói bắt bẻ? Ui rồi ôi, mẹ à mày thề. Nói bao lần rồi các bạn ạ, mẹ việc của mình là mình cứ làm. Còn người ta nói là từ mồm người ta, còn tai là của mình, thích nghe không thì nghe kệ có mẹ người ta. Thề, nhiều cái lúc lên trên mạng xem bực bỏ mẹ đi. Nhất là cuối năm này này, bắt đầu là đang có mấy cái vấn đề trao giải cuối năm này, bài hát này, bài hát kia, ca sĩ này, ca sĩ nọ, nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia. Ở dưới comment nó như một cái đống rác không. Mẹ nói đống rác thì nó hơi bị sạch quá. Như một đống cứt thì mẹ từng đống cứt vào chửi nhau, đống cứt này chửi đống cứt kia. Ừ, mẹ thề mệt vãi đái ra. Toàn thằng đéo nào trên mạng, toàn trẻ con các bạn ạ, toàn trẻ trâu. Mà cách đây khoảng 2-3 năm có bao giờ thấy như thế đéo đâu nhở? Ừ, tự nhiên bây giờ càng ngày càng thấy cái văn hóa của cộng đồng mạng đi xuống với đái luôn. Đi xuống kinh khủng luôn ấy. Chỉ có ngồi chửi nhau với cả ngồi cãi nhau thôi. Thế đau đầu vậy đấy. Còn anh em mình nói thật là toàn thằng lớn mẹ rồi, có ý thức rồi, biết phân biệt đâu là đúng sai rồi. Cái gì hay thì anh em mình nghe, cái gì mà thấy đéo lọt tai thì thôi đéo nghe nữa, thế là xong. Có vấn đề đéo gì đâu mà cứ phải lên cãi nhau với cả chửi nhau làm cái đó gì. Đau đầu, mệt mỏi. Em vừa trúng Việt Lốt được từng này. Ơ kìa, mẹ mà ông trúng Việt Lốt đéo thì trúng được 3 đô. Trời ơi, cảm ơn Khắc Thịnh nha. Tôi kể với các ông là trước tôi đi ăn cưới ấy, mẹ bây giờ người ta đi ăn cưới bạn tôi nó phát Việt Lốt cho nhở, buồn cười lắm nhá. Thế là đi ăn cưới có khoảng mấy trăm khách này, nó sẽ mua khoảng ví dụ có 500 khách thì nó sẽ mua 500 tờ Việt Lốt, xong rồi nó đi từng bàn nó phát cho từng người rồi. Cái đấy hay phết, vui vui. Anh có nghĩ về đồng tiền mà mất tình cảm anh em có chứ? Chắc chắn là có luôn. Thực tế cuộc sống nó chứng minh rồi các bạn. Cho nên là tôi đéo biết được là sau này cái vấn đề mà tiền nong nó sẽ lớn nhau, tôi đéo quan tâm, nhưng mà mình nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất các bạn ạ. Bây giờ đi nhậu ấy, mẹ em đã rủ đi nhậu rồi. Đi là đi, không đi thì thôi. Mà xác định đi là bổ đầu ra chia tiền, thế thôi. Đéo có kiểu lừa cho thằng này giả tiền, thằng kia giả tiền. Đi chơi nhau kiểu khôn thế đéo ăn thua. Bọn tôi nhá, kể cả mấy cái thằng kiểu nói thật với cả các bạn, để ví dụ như tôi này, thằng Hiếu Lợn này, thằng Hoàng Kho này, với cả Đặng Tiến Hòn này, đấy, mấy anh em đi chơi với nhau đúng không? Toàn là mấy anh em bây giờ lớn rồi, làm ra tiền hết rồi, nói thẳng với cả các bạn như thế, có cụ ăn của đấy hết rồi. Nhưng mà đi đâu nhá, kể cả một cái bữa ăn sữa chua nhá, kể cả một cái bữa ăn cơm tấm nhá, kể cả một bữa uống trà đá, à không trà đá đéo nói gì thế, ít quá cà phê thì cũng giả cũng được. Nhưng mà đi nhậu nhẹt các thứ, cứ biết tự biết ý thôi, một thằng giả,
Xong rồi về nhà lập một cái nhóm ra. Anh em ơi, hôm qua nhậu hết bao nhiêu tiền nhỉ, chia ra. Thế là xong. Đơn giản, chơi thế nó mới chơi được lâu chứ. Không thì các ông mẹ mà chơi kiểu khôn khôn thì các ông chơi một mình đi cho nó nhanh. Cái xã hội này bây giờ ấy, thằng đéo nào nó cũng khôn lắm các bạn ạ. Thằng đéo nào nó cũng biết điều hết à. Thằng đéo nào nó cũng biết được tính cách của nhau hết à. Chơi nhau một hai lần biết kiểu mẹ và ông này chơi kiểu mẹ mà chơi kiểu xám lìn, chơi kiểu khôn lòi, biết ngay. Xong mọi người tẩy chay ngay các bạn. Đéo ai chơi cùng bạn nữa đâu. Hoặc là người ta có chơi cùng người ta sẽ giữ một cái khoảng cách. Đéo giờ đến cái mức gọi là thân nhau được cả. Mà sau này ra ngoài đời rồi á, khi mà bắt đầu bươn trải ngoài xã hội rồi á, mấy thằng mà thân với mình ấy mới là mấy thằng giúp mình. Biết đâu bảo ê, này, giờ này không có việc làm mà tao công ty tao đang tuyển người đấy vào đấy làm với tao. Đấy là chỉ có những thằng mà thân mình, quý mình thì nó mới nói thế thôi các bạn ạ. Còn chơi kiểu khôn lỏi á, mẹ mày quên nhau nhanh lắm. Sống chuẩn lên các bạn. Sống chuẩn lên mới có người giúp đỡ. À, như tôi này. Một minh chứng các bạn. Tôi không dám mẹ thế này thế nọ đâu, nhưng mà tôi cũng có thể tự nhận là mình cũng là một trong những thằng mà sống gọi là được, sống chuẩn. Nên là cuộc sống của tôi được nhiều người giúp đỡ. Từ ngày xưa đến bây giờ từ khi đấy. Minh chứng từ khi tôi làm cái nghề này đến bây giờ các bạn theo dõi tôi các bạn biết nhiều người giúp đỡ tôi vậy đấy chứ. Mà tôi chơi với ai người ta cũng quý. Ừ đấy, tại vì tôi sống thật, tôi sống đẹp vậy đấy chứ. Tôi đéo giờ chi li tính toán với thằng nào cả. Tôi mẹ nhận lại rồi tôi lại còn cho đi, tôi giúp người khác. Ừ, thế là người ta càng quý tôi. Uầy, thế là cứ thế mà lên thôi các bạn. Đơn giản. Sống lươn á, sao lại lươn? Sống thẳng tưng. Sao lại VTV giúp đỡ các bạn? Thế đi nhắc lại vụ cái chuyện quá khứ rồi các bạn cứ nhai đi nhai lại nhở. Cay thế nhở. Đọc thấy cú. Nhưng mà vụ xong rồi mà. Hôm trước rồi mẹ tôi còn mẹ gọi điện nói chuyện các kiểu phải không? Các ông Tiến Hùng nhá. Thì mình sai ở đâu thì mình nhận ở đấy có làm sao đâu. Cái quan trọng ấy là mình phải biết mình sai ở đâu. Và cái quan trọng là mỗi cái vấn đề trong cuộc sống mà mình gặp phải ấy, nó đều cho mình một cái bài học cả các bạn ạ. Mình sẽ rút ra được cái bài học gì sau đấy mình không mắc phải nữa. Và mình biết mình sai ở đâu để mình nhận lỗi thì thôi. Chứ còn cái đợt mẹ VTV các bạn cứ nhắc lại. Đợt đấy tôi mà mẹ gân cổ lên tôi cãi với cả các bạn. Tôi bảo ôi mẹ truyền thông rồi bố mày vứt mẹ đi. Bố mày đéo quan tâm. Bố mày cứ chửi bậy đây làm gì với nhau nào. Thì có lẽ là giờ này tôi đéo ngồi đây rồi các bạn ạ. Tôi toang con mẹ rồi. Anh Đậu ơi, nghe nói thuốc lá điện tử cấm ở Việt Nam rồi chưa? Đang đề xuất cấm rồi. Nếu mà cấm thì tôi sẽ nghỉ. Các bạn yên tâm. Là cấm một cái là tôi sẽ bỏ cái này ngay. Mà các bạn ạ, mẹ từ khi có cái việc cấm thuốc lá điện tử ấy, tôi lại có dấu hiệu bị hút lại thuốc lá. Ừ, nhéo hiểu kiểu gì. Lần đầu tiên sau khoảng 2 năm, ừ 2 năm mẹ rồi, tôi đi ra ngoài với mục đích là tôi đi mua một bao thuốc lá. Thế là thôi toang mẹ rồi, có dấu hiệu bị tái nghiện thành công rồi. Mặc dù mỗi ngày tôi chỉ hút khoảng một điếu thôi. Mà thế là bắt đầu là có dấu hiệu chớm nghiện rồi. Tôi thấy là đéo được, có vẻ là đéo ổn. Sau này mà nó cấm hẳn thuốc lá điện tử nữa thì mẹ chắc là lại bú. Ừ, tái nghiện thành công, toang, đéo được. Chết. Thuốc lào thì nó hôi, trời ơi, cũng muốn hút thuốc lào lắm. Người ta bảo giọt máu đào hơn ao nước lã, một bi thuốc lào hơn bao thuốc lá mà các bạn. Mẹ, đóng bi thuốc lào vào cái là phải cả tiếng đồng hồ đéo thèm một điếu thuốc lá nào luôn ấy. Anh đẹp dai sướng nhá, sắp có cơ hội được đắp người tuyết nhá. Ơ kìa, sao? Ôi, nói hôm nay ở trên Cao Bằng có băng ấy các bạn ạ. Nó là băng tuyết thôi chứ đéo phải là tuyết rơi. Tôi thấy anh em ở trên Cao Bằng, bạn bè tôi bắt đầu xe clip đi ngắm tuyết các kiểu. Mẹ, trông thích vậy đái luôn. Tôi mà giờ này ở Cao Bằng là tôi cũng mẹ mò lên trên mấy cái chỗ lạnh lạnh ấy, tôi quay vlog cho các ông xem đấy. Mẹ, tôi đời tôi chưa được thấy tuyết bao giờ cả. Thế nó mới cay. Có mấy cái đợt được sang châu Âu mà lạnh vãi đái ra nhá. Đéo có tuyết. Cú thực sự. Nhưng mà tôi thấy các ông bảo là có tuyết, thực ra là nếu như mà tuyết nó rơi dày ấy, kiểu nó rơi như kiểu rơi mưa mầm xong nó phủ trắng lên to đùng ấy thì nó sẽ thích, nghịch nó sẽ hay. Lúc đấy mới nặn được người tuyết, nặn con cu giả xong nặn các kiểu thì nó sẽ đẹp đúng không? Nhưng mà tuyết rơi kiểu mà băng băng xong rồi rơi kiểu mỏng mỏng ấy, bẩn vãi đái ra. Thực chất nó vẫn là mưa thôi mà các bạn. Khi mà các bạn động vào là nó sẽ bị nhiệt độ của cơ thể vào là nó sẽ bị chảy ra kiểu đấy, xong rồi nó trộn với cả bùn đất ở bên dưới. Ê, nó nhớp kinh lắm. Bao giờ sẽ có một ngày nào đấy Hà Nội có tuyết không nhỉ? Ừ. Hay là gần đấy như kiểu Ba Vì, Ba Vũng gì đấy có tuyết anh em phi lên trên chơi. Các bạn mới donate nhá, sao lại vừa cãi nhau với mẹ xong. Uầy, tôi phải, ngày xưa hồi tôi còn trẻ trâu ấy, khi mà tôi chưa đi học ở dưới Hà Nội, tôi chưa đi du học. Tầm tôi học cấp 3 tôi hay cãi mẹ lắm. Tôi cãi kiểu nhiều thứ, nó buồn cười đấy. Nhiều hôm đi học về cục tính ấy, mẹ nói mấy câu tôi cũng cãi. Xong rồi từ khi tôi đi học thì tôi mới thấy nhớ mẹ rồi đấy. Mà tôi mới thấy là kiểu cái đồng tiền nó quý như nào, bố mẹ vất vả nuôi mình như nào. Và đến bây giờ khi mà mình làm cha làm mẹ rồi, mình mới thấy là ngày xưa bố mẹ cãi mình đéo sai. À bố mẹ chửi mình đéo sai các bạn ạ. Thôi về còn trẻ thì rút kinh nghiệm các bạn ạ. Cãi làm cái gì. Xong rồi lớn cả rồi, tôi bây giờ tôi không bao giờ tôi nghĩ đến cái vấn đề là bây giờ mình lớn như này rồi mình sẽ có một lần nào đấy mình cãi mẹ không. Chắc là đéo bao giờ luôn ấy. Thương bỏ mẹ đi, cãi đéo gì. Da mặt anh trắng mịn, anh có biết. Có em.
đấy là mua đèn của Elgato. Đèn của Elgato khiến cho da mặt của các bạn mịn. Đấy, nhìn này. Mẹ mà đèn như mẹ dây thừng bụng mũi trâu các bạn. Đấy, nhưng mà khi có đèn Elgato thì các bạn nhìn này. Tinh. Mẹ, tất cả nó đều là lừa đảo hết các bạn ạ. Hôm trước tôi thử có cái app Nimo Show ấy các bạn. Nó có cả làm mịn da, nó có cả bóp mặt, nó có cả cầm V-line, nó có cả nâng mũi. Ui, trông tôi trẻ vậy đái luôn. Đây, cho các bạn xem này, các bạn xem không? Này, trông mơn mởn vậy đái luôn. Hey, trông khác hẳn không? Có khi là tôi nghĩ là sắp tới YouTube cũng phải update mấy cái kiểu app cũng để anh em, chị em live stream mà cũng là mặt tí, gọt cằm tí, nâng mũi tí. Trông nó mới hấp dẫn chứ. Sao lại bê đê? Trời ơi. Trông được mà. Anh nghĩ sao về việc hút thuốc lá điện tử á? Anh thấy thì hút thuốc lá điện tử nói chung là nó cũng độc. Chẳng qua là thuốc lá điện tử nó là mới có cách đây khoảng 3-4 năm là bắt đầu nó mới xâm nhập vào thế giới. Đấy, xâm nhập vào thị trường Việt Nam cách đây khoảng 2 năm. Đấy là bắt đầu nó mới rộ lên. Là anh em bắt đầu chơi. Và khi mà mọi người hút thuốc lá điện tử rồi ấy, mọi người cảm thấy là kiểu răng mình không bị vàng, mồm mình không bị hôi. Nên là mọi người nghĩ là hút thuốc lá điện tử tốt hơn. Nhưng mà thực ra là anh nghĩ là cái đéo gì nó cũng hại cả. Và chơi một thời gian thì sẽ biết mùi ngay. Tại vì thuốc lá truyền thống ấy nó có cách đây khoảng mẹ mấy chục năm rồi. Nên là mọi người hút, mọi người biết mẹ tác hại của nó rồi. Nên mọi người lên án, mọi người có số liệu cụ thể mẹ rồi. Còn thuốc điện tử này nó mới quá. Ví dụ như là cái này hút khoảng 5 năm là bắt đầu ra bệnh, bắt đầu chết dần chết mòn này. Đấy, thì bắt đầu lúc ấy khoảng được khoảng 1-2 năm nữa là bắt đầu là biết ngay các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là nên cấm. Cá nhân tôi là một người hút thuốc điện tử thật. Nhưng mà tôi thấy là hút thuốc điện tử nó nhiều lúc nó hại lắm. Nó hại nhất ở cái đấy là khi mà các ông châm một cái điếu thuốc lá nhá, các ông hút xong điếu thuốc rồi các ông dập phát điếu thuốc đi đúng không? À, mình đã hút xong một điếu thuốc lá rồi. Nhưng mà khi các ông mà cầm cái này nhá, bú liên tục, bú cả ngày, bú đéo ngừng mồm luôn. Bú lên bú xuống, bú trái bú phải, bú xong lại còn bắn o, bắn ủng các thứ. Thế là mình sẽ đéo kiểm soát được. Đấy, cứ thế mà châm vào, cứ thế mà hút thôi. Hại vãi đái ra. Chính ra nha, cái nồng độ nicotine từ cái chất lỏng này mà mình hút thì cứ hút liên tục như thế, còn hơn một bao thuốc lá, có khi ngày còn hút mẹ mình thành mấy bao các bạn ạ, nếu như quy đổi cái hàm lượng nicotine ra. Đéo tốt một tí nào luôn. Thế là thành ra là nên cấm. Nghĩ như thế. Chẳng qua là đây là mấy cái này tôi nhặt được, nên là thôi thì tôi hút cho nó đỡ phí chứ còn. Hút cần thì sao á? Nào, ma túy cần kiếp các thứ gì ở đây các bạn? Vớ vẩn. Tôi không chơi những cái đấy bây giờ, tôi không biết. Nếu như mà tôi đã có thời gian mà tôi trải nghiệm rồi, tôi sẽ nói với các bạn ngay. Nhưng mà tôi không động vào những cái thứ đấy bây giờ. Nguyên tắc của tôi là không bao giờ chơi những cái gì mà liên quan đến cả ma túy, chất cấm các thứ. Không, 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 không bao giờ. Anh chỉ sửa giống Trần Đức Bo thực sự. Thực ra là mấy cái app với cả là mấy cái phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài nó đều quy về một cái chuẩn gì đấy các bạn ạ. Ông có công nhận không? Rồi là dần dần nó sẽ thành copy paste. Kiểu cằm là nó phải như thế này thì nó mới đẹp này, cách môi dưới bao nhiêu phân này, nhọn vào bao nhiêu độ này, xong rồi mũi phải cao bao nhiêu này, xong rồi hốc mắt này cái độ cao nó phải như thế nào này đấy. Má miếc cái da mặt thì nó phải có độ sáng bao nhiêu, nó có thước đo hết. Xong rồi nó về quy về một cái chuẩn. Thế là về sau tất cả những cái vẻ đẹp của phụ nữ hay là đàn ông khi mà đã qua chỉnh sửa rồi, nó đều về thành công nghiệp. Thế là thế giới này người ta lại tôn vinh những cái vẻ đẹp tự nhiên như tôi chẳng hạn. Nên là thôi đừng phẫu thuật thẩm mỹ các bạn ạ. Phẫu thuật làm đéo vừa tốn tiền vừa đau. Mà sau này đẻ con cái ra thì vẫn thế. Thế bây giờ công xấu vẻ đái đúng không? Xong công đi phẫu thuật cho công đẹp vẻ đái. Đấy, xong sau công đẻ con ra thì tinh chồng công vẫn thế. Xong rồi con công sau này cũng có những cái khuyết điểm ấy của ông, xong rồi lên lại phẫu thuật, xong cứ như thế à? Mẹ tốn tiền mấy đời không? Thế thôi thà đéo phẫu thuật còn hơn. Con người đẻ ra nó như thế nào rồi thì mình cứ như thế thôi, làm sao đâu. Quan trọng là các ông tự tin với bản thân. Đẹp ở ngoại hình nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà thứ hai là nó còn đẹp ở sâu bên trong nữa, đúng không? Anh nghĩ sao về việc lợn nuôi chó? À, Hiếu lợn nuôi chó, xin lỗi. À, tôi thấy rằng Hiếu lợn nó mới mua con cơ ghi rồi. Ơ kìa, hôm nay mày đi đâu mà lại về sớm ấy? Thằng Hà nó vừa donate cho anh xong rồi, nó bảo hôm nào đi nhậu đây mày, anh em đi nhậu với nhau luôn cho vui nhá. Cảm ơn Tùng nhá, cảm ơn em, thank you em nhiều. Thằng Tùng vừa donate này là cái thằng mà ngày xưa team tôi đi bắn giải ở Thái Lan, nó donate 17.000 bạt. Sau đấy là anh em tôi vẫn giữ quan hệ với nhau, thỉnh thoảng team tôi đi nước ngoài thi đấu ấy thì hay bảo là Tùng ơi, cầm tiền sang đổi tiền cho anh cái thì anh em hay kiểu qua lại nhau luôn. Thì hôm trước tôi đi chơi, tôi đi khai trương bên Viking ở bên Hoàng Hoa Thám à. Thế là rủ thằng Tùng này đi ăn trưa. Đi ăn trưa thì gần đấy lại có quán của thằng Hà bún ngan. Thế lại rủ thằng Tùng này sang chỗ thằng Hà bún ngan ngồi ăn. Tôi ngồi giữa, thằng Tùng ngồi một bên, thằng Hà ngồi bên. Mà hai thằng nó cứ lườm nhau như kiểu sắp đánh nhau con mẹ rồi ấy. Xong nó cứ bảo mẹ sao nhìn thằng này quen quen nhỉ. Thằng kia bảo nhờ đéo hiểu sao nhìn mày quen thế nhở. Mẹ hai thằng như kiểu sắp đánh nhau.
Hóa ra về sau học cùng lớp với nhau các ông ạ. Mẹ loanh quanh trái đất tròn gặp nhau, sợ vãi cả đái ra. Thế chúng nó lại tay bắt mặt mừng chơi với nhau. Cuộc sống nó buồn cười vậy đó. Tôi ngày xưa nhá, tôi chơi game online, ngày xưa tôi chơi Thế Giới Hoàn Mỹ cơ. Mẹ tôi học cao đẳng Bách Khoa. Trong lớp tôi có một thằng tên là Thái Kèn, tại vì mồm nó lúc đéo nào trong cái tình trạng như cái vừa thổi kèn xong ấy, chu trông kiểu ngứa mắt vậy đái luôn. Thì hồi đấy tôi chơi chơi game Thế Giới Hoàn Mỹ. Xong rồi ngày xưa anh em hay off fan, không hiểu làm đéo có cái chuyện là các ông ngồi xong rồi đêm đít cọt xong bật cam lên ngồi nói chuyện với nhau, phây tham phây thủng đúng không? Ngày xưa anh em chỉ có ngồi chat trong game thôi. Em ơi đi uống cà phê không? Em ơi tối đi nhậu không? Đấy, thế là anh em sẽ gặp nhau. Thế là tôi gặp một ông anh. Mẹ thể ông anh nhìn giống thằng Thái Kèn lớp mình, đéo chịu được. Mẹ tôi cứ nhìn kiểu mẹ anh thể anh giống thằng Thái Kèn lớp em phải đái ra. Thế là ông anh mới bảo là ơ thế mày học ở đâu? Em học cao đẳng Bách Khoa. Ơ kìa, thằng em ruột của anh cũng học cao đẳng Bách Khoa, tên là Thái Kèn đấy. Ôi. Thế là tôi ăn cứt rồi. Mẹ tôi chơi với cả anh ruột của nó luôn. Buồn cười vậy đấy. Đấy, trái đất tròn các bạn, loanh quanh gặp nhau hết à? Loanh quanh quen nhau hết à? Anh hút thuốc, máy lọc không khí có bị đỏ không? Đỏ chứ. Đỏ chót mẹ luôn ấy. À mà nhà tôi nhà tôi đang dùng cái máy lọc không khí của Xiaomi mà màu trắng, nó là một cái cục vuông vuông ấy, chắc ở đây có mấy ông dùng đúng không? Cái màng lọc của tôi dạo này bị hỏng rồi đấy, biết nó có bán cái màng lọc riêng nhỉ các ông nhỉ? Để mẹ mày mua về thay cái. Nó cứ báo đỏ suốt, nó cứ báo là mẹ mày độ ơi, màng lọc đỏ rồi, độ thay đi, độ mua cái mới đi. Nhưng sắp tới chắc là phải kiếm mua một cái để thay phát. Dùng được đâu đấy khoảng 4 tháng á, chẳng hạn 4 tháng thay một lần à. Mà cái máy này mua hết khoảng 2 triệu đéo hiểu cái màng lọc nó báo tiền luôn. Có à? Có đúng không? Nó là cái máy lọc không khí Xiaomi. Các ông nên mua nhá. Tôi nghĩ không phải quảng cáo đâu, nhưng mà tôi nghĩ các ông nên mua một cái máy lọc không khí ở trong phòng đi. Nó vừa khử mùi rất là tốt nha, nó lại vừa đỡ bụi. Nên là nhà tôi để đập mô hình này. Từ khi mà tôi mua cái máy lọc không khí này về, mô hình nó đỡ bụi hơn hẳn. Thế chứng tỏ là cái không khí mình nó cũng sạch hơn rồi. Và thêm nữa nó đo được cái độ ẩm ở trong phòng luôn, đo được nhiệt độ ở trong phòng luôn, mà nó đo được cái mức độ ô nhiễm ở trong phòng của ông luôn. Thế là cứ buổi sáng ông ngủ dậy thấy cái máy lọc không khí đang xanh lè là ui, phòng mình không khí trong lành thế. Thích vậy đấy, bắt đầu một ngày mới nó sảng khoái. Nó khoảng cái này tôi mua hình như là 2 triệu sao nhỉ, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà mua được. Các ông nào có điều kiện thì mua cho bố mẹ một cái. Ui dồi, mẹ Tết nhất còn chả có gì cả. Bây giờ không khí đang ô nhiễm. Con mua cho bố mẹ một cái máy lọc không khí. Ui, đẻ mới ra mắt người thực sự. Thế có phải thích không? Thế Tết nhất đi làm cả năm về. Ừ, thực ra cũng không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà nếu như mà mình mà cũng công an việc làm ổn định thì mình cũng nên mua quà cho bố mẹ một tí. Mua ít đồ, gọi là thôi Tết nhất thì vợ chồng con hay là con chả có gì cả. Mua tặng bố mẹ cái này cái kia. Thực ra bố mẹ ông cũng bảo là ui giời thằng này, mẹ mua làm gì phí tiền, mày về là được rồi. Nói thế thôi, nhưng mà vui bảo mẹ đi. Hôm sau sang nhà hàng xóm này, con tôi mới mua cho tôi quả máy lọc không khí xịn lắm ấy. Thế có phải mát người không? Cũng được, còn nếu như mà thôi, nếu như mà không có điều kiện hay là công việc nó đang khó khăn thì thôi về được rồi. Năm nay làm ăn khó khăn quá. Tôi ngày xưa khi mà tôi còn làm văn phòng ấy thì Tết nhất về thỉnh thoảng nếu như tôi không biết mua gì thì tôi hay tặng mẹ tôi tiền mới. Ví dụ như là tặng cho 5 triệu chẳng hạn, 5 triệu toàn tờ 100 chẳng hạn. Bảo mẹ ơi đây, năm nay không có gì đâu, con đổi được ít tiền mới, mẹ cầm để mừng tuổi bọn trẻ con. Thế thôi, thế là được rồi, thế là vui rồi. Thực ra là phụ huynh nhiều khi chả thiếu gì đâu, nhưng mà quan trọng là mình phải biết ý một tí. Bố mẹ vui là được, cái quan trọng vẫn là để bố mẹ vui mà. Đúng không?